làm chuẩn bị từ từ chứ đâu có làm cần gì giỏi đâu. Đúng rồi. Làm cho hết tháng mưa này đi, Covid được cô que là cho nó qua hết thì tính. Vườn nhà mình nó rất là nhiều hoa chuối các bạn ạ. Chính vì vậy mình hay hái hoa chuối về để làm nộm, trộn với thịt luộc rồi rau húng rất là ngon các bạn ạ. Món này là món mình yêu thích nhất. Thank you.
Đây, một bữa tối đạm bạc đấy bạn. Rau húng mình ngắt này, chiều đây này, rau húng đây này, và đinh lăng này, rau muống này, lạc rang muối này, tương gừng đấy, tương gừng tỏi này, cái này là miếng giò này, cái này là miếng thịt, thịt bê các bạn ạ. Đây là rau vườn nhà, hoàn toàn là rau vườn nhà nha các bạn. Muộn rồi bọn mình không đi mua thêm gì nữa, ăn thế này thôi các bạn, ăn rau như này là mình thấy ngon nhất rồi. Hoàn toàn là vườn nhà mà mình cũng không có bón phân hay là gì đâu các bạn ạ. Chỉ có vun đất vào thôi các bạn. Đó. Một bữa tối các bạn ạ. Đó. Cho các bạn xem nha. Mình rất là thích cái món lạc rang này đó. Lạc rang muối này, rau muống chấm tương này, đinh lăng này, húng quế này, món giò tai bạn. Mời các bạn cùng ăn tối với mình nha. Đủ các món rau các bạn. Rau mới ngắt ở bên vườn nhà lúc chiều.